Vương Hạc Đệ công khai dàn mặt tình mới của Ngô Thư Hân khiến netizen ngỡ ngàng. Vương Hạc Đệ đã ấn theo dõi bạn diễn của Ngô Thư Hân trong phim mới khiến khán giả thích thú. Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Mới đây, tác phẩm tiếp theo của Ngô Thư Hân là Khu Rừng Nhỏ của hai người đã chính thức chào sân khán giả vào ngày 15 tháng 9. Trước giờ lên sóng, nam diễn viên Vương Hạc Đệ đã đặc biệt đăng tải bài viết quảng bá bộ phim Khu Rừng Nhỏ của hai người lên trang Weibo cá nhân của mình với mục đích ủng hộ cho cô nàng Hoa Lan Nhỏ. Hành động chia sẻ, giúp đỡ bạn bè của Vương Hạc Đệ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả và người hâm mộ. Thế nhưng mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra Vương Hạc Đệ đã bấm follow, theo dõi Trường Bần Bần, bạn diễn của Ngô Thư Hân trong bộ phim MI đang lên sóng. Không những vậy, Nguyệt Tôn Đại Nhân còn xem hết các video của Trương Bân Bân đã đăng tải, kể cả clip trích từ phim mới anh đóng cùng Ngô Thư Hân. Hành động công khai dằn mặt tình địch của Vương Hạc Đệ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy vô cùng thích thú trước sự đáng yêu này của anh chàng. Ha ha, dễ thương quá, giờ ai cũng biết Vương Hạc Đệ vào soi Trương Bân Bân rồi. Trương Bân Bân ơi, nếu cảm thấy không ổn thì anh hãy ra tín hiệu SOS nhé. Bởi vì anh ghen mà, một sự dằn mặt không hề nhẹ ở đây. Đề nghị Nguyệt Tôn lập nick ảo rồi hãng stalk tình địch nhé. Lúc soi nick thì vui lắm, nhưng anh Vương đâu có ngờ mình lên hẳn hot search. Cùng theo dõi và ủng hộ bộ phim Khu Rừng Nhỏ của hai người do Trương Bân Bân và Ngô Thư Hân đóng chính.